chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngành du lịch lên kịch bản kích cầu lần 2. Dự án đường vành đai 3 trên cao của Hà Nội góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông. Miễn đóng phí công đoàn cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Tâm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 8 bình quân đạt hơn 186.100 hợp đồng, giảm 12,45% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 266.183 hợp đồng vào ngày 7 tháng 8, giảm 33% so với mức cao nhất trong tháng 7. Trong tháng 8, không có hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ được giao dịch. Khối lượng MOI tại thời điểm 31 tháng 8 là 0 hợp đồng. Đáng chú ý, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm từ 85,94% trong tháng trước xuống còn 83,79% trong tháng 8, khối lượng giao dịch toàn thị trường. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 8, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 64,4% so với dự toán giao. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt trên 58%, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt trên 57%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 48%. Các sắc thuế thu đạt cao là thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, sổ số kiến thiết. Riêng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được gần 2.300 tỷ đồng, đạt 53,2%. Từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên sẽ tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, giảm tờ khai nộp thuế, công tác rà soát và quản lý đối tượng nộp thuế được thực hiện kịp thời, đồng thời giải quyết nhanh chóng, kịp thời hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đã đầy đủ thủ tục. Bên cạnh đó, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, tập trung chủ yếu là các đơn vị có rủi ro cao về thuế, kiểm tra quyết toán và hoàn thuế giá trị gia tăng, góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết đang gấp rút lấy ý kiến doanh nghiệp về kịch bản kích cầu lần 2. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, chương trình kích cầu du lịch lần 2 này phải hoàn toàn khác bởi tâm lý hành vi người dân với du lịch hiện nay đã không còn hồ hởi. Trong khi mục tiêu của các doanh nghiệp cũng chỉ mong duy trì hoạt động, tạo tiền đề phục hồi cho năm sau. Theo đó, kịch bản kích cầu lần 2 sẽ không chỉ gói gọn trong quy mô người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nữa, mà mở rộng đối tượng hơn, đó là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và cả cơ hội từ hơn 5.000 khách quốc tế mỗi tuần đến Việt Nam khi các đường bay quốc tế đang được nối lại. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm. Nếu tài xế không bị trừ hết điểm, sẽ được cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm. Nội dung trên được Chính phủ thống nhất đưa vào nghị quyết 123 sau phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật cuối tháng 8. Cụ thể, Chính phủ thống nhất quy định giấy phép lái xe được cấp 12 điểm một năm. Nếu trong một năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe. Dự án đường vành đai 3 trên cao của Hà Nội, đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long đang bước vào những công đoạn cuối cùng. Dự kiến công trình sẽ được khánh thành vào ngày kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội và 66 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 tới đây. Với dự án này, người dân thủ đô Hà Nội, đặc biệt giáp vành đai 3 sẽ thoát cảnh ùn tắc nhiều năm qua ở tuyến đường cửa ngõ thủ đô này. Cái nắng gay gắt vào đầu giờ chiều không ngăn cản được những người công nhân trên công trường. Những giải bê tông bốc hơi nóng đang được thảm lớp cuối cùng để hoàn thiện. Với anh Đoàn Viết Thắng, dù có vất vả đến mấy, nhưng biết được rằng nếu hoàn thiện, công trình này sẽ xóa được một điểm đen ùn tắc giao thông cho thủ đô, khiến anh có thêm động lực làm việc. Nói chung là có mệt nhưng mà vẫn khỏi cùng với mỗi mọi người rất là cố gắng để cho nó kịp hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng. Dù khối lượng dự án đã hoàn thành đến 98% giá trị hợp đồng, nhưng những công nhân trên công trình vẫn luôn bận rộn với công việc. Nhóm thì lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, nhóm thì lắp lan can, sơn kẻ vạch. Với mục tiêu rút ngắn tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng, hoàn thành dự án đường vành đai 3 trên cao của Hà Nội, đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long vào cuối tháng 9 này. Rất vui và trông mong ngày đêm để xong để thông xe, để cho giải quyết cái công tác ùn tắc giao thông của thủ đô, đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào
công việc xây dựng đất nước đó là rất vui ạ. Thứ nhất là công tác an toàn thi công, cho đến bây giờ là chưa để ra một sự cố gì đáng tiếc. Về công tác chất lượng thì vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ theo cái quy trình, theo tiêu chuẩn của dự án và theo quy trình quản lý chất lượng của dự án. Và đến nay là mọi hạng mục, các hạng mục đã được kiểm, sau khi thi công đã được kiểm tra và đánh giá và đạt các yêu cầu tiêu chuẩn của dự án. Trong hơn 2 năm triển khai, dự án có lúc bị trễ tiến độ bởi gặp nhiều khó khăn vì vướng mặt bằng, ảnh hưởng dịch COVID-19. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị thi công, đến thời điểm này, dự án đang cán đích. Cũng rất mừng là đợt này đồng hành, song hành với cả việc khánh thành dự án đường trên cao thì bên Hà Nội cũng sẽ khánh thành cái dự án ở dưới thấp. Vì vậy là cái tuyến mà từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long là đã được hoàn chỉnh. Nhiều năm qua, một số nút giao trên tuyến đường Vành Đai 3 thường xuyên ùn tắc, trong đó có nút giao Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ khép kín, kết nối sân bay với các khu vực lân cận, giúp người dân đi lại được thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị một năm học mới, trẻ em đến trường an toàn, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo những biện pháp phòng chống dịch cần làm khi trẻ bị sốt, ho, khó thở tại trường học. Những việc học sinh cần làm tại trường, tại nhà hàng ngày để phòng tránh mắc COVID-19, hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học. Đặc biệt, Bộ Y tế đưa ra 7 biện pháp học sinh cần làm hàng ngày tại trường học để phòng tránh COVID-19. Cụ thể, rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa tay sạch. Không đưa tay lên mắt, mũi miệng. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối chăn. Không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở sẽ không phải đóng phí công đoàn. Thời gian thực hiện miễn đóng phí chỉ áp dụng cho đến hết 31 tháng 12 năm nay. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn bổ sung đối tượng công đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng một tháng, không phải đóng phí công đoàn. Trước đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn về tài chính. Cuối tháng 3 năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện chính sách tạm ngừng đóng công đoàn phí đến 30 tháng 6 đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khiến doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Dịch bệnh COVID-19 trở lại diễn biến phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, dẫn đến nguy cơ có thể làm nhiều lao động tiếp tục mất việc làm. Trước thực tế đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các ngành chức năng địa phương và doanh nghiệp tích cực thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động. Là doanh nghiệp chuyên gia công giày dép xuất khẩu cho các đối tác của nước ngoài, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Chính Đạt Việt Nam Hưng Yên đóng trên địa bàn xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ luôn gặp khó khăn vì thiếu nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm nên phải thu hẹp sản xuất, giãn ca, giảm giờ làm, doanh thu sụt giảm. Nhất là từ cuối tháng 7 đến nay, khi dịch COVID-19 tái diễn, công ty không trụ nổi đã phải cho hàng trăm công nhân lao động nghỉ việc và tạm dừng hoạt động. Công ty chúng tôi cũng họp bàn để tìm ra cái phương hướng giải quyết cho người lao động một cách tốt nhất nhưng không thể cứu vãn được, thì lãnh đạo công ty đã quyết định là giải thể bên Sở Lao động để hỗ trợ để tìm việc và giải quyết cái thất nghiệp cho người lao động. Mình đang làm cái công việc nó đang ổn định mà giờ mình cái công việc mình làm thì cái tâm lý của mình nó cũng dao động. Đến đây nhận cái tờ rời bảo hiểm nhưng mà thấy có Sở Lao động đến để tư vấn việc làm với chị em rất là mừng. Sở Lao động đang tư vấn là làm công nhân cũng thuộc ngành giày da ở Ngọc Tề hoặc ở Hưng Yên này ạ. Việc tư vấn của Sở Lao động này là rất là có ích cho bọn em ạ, trong cái thời điểm mà bọn em đang không có việc làm như này. Nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh ổn định sản xuất kinh doanh, giảm bớt khó khăn do dịch bệnh, ngoài việc nắm bắt tình hình lao động, hướng dẫn doanh nghiệp làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19,
Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã phối hợp với các sở ngành chủ động có phương án hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là những doanh nghiệp phải cho nhiều lao động thôi việc. Bên cạnh đó, Sở tổ chức sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh tư vấn học nghề, cập nhật tình hình biến động lao động, khai thác vị trí việc làm trống để tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho doanh nghiệp, góp phần điều tiết thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Bên cạnh việc mà chúng tôi tham mưu với Ủy ban tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức nhiều các hoạt động để nhằm hỗ trợ cho người dân, đặc biệt đối với các cái doanh nghiệp mà bị mất việc làm, chúng tôi cũng đã chỉ đạo đơn vị thuộc sở trực tiếp đến các doanh nghiệp để tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, phối hợp với các cái doanh nghiệp để đưa cái lao động mà bị mất việc làm sang các cái đơn vị khác làm việc. Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị cho 17 doanh nghiệp với gần 1.400 lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí tử tuất, giải quyết chế độ thất nghiệp cho trên 7.000 người với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng, hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 23.000 lượt người. Hiện ngành vẫn đang tiếp tục rà soát, nắm bắt các doanh nghiệp khó khăn để kịp thời tham mưu với tỉnh thực hiện những chính sách phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dần trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh để người lao động có việc làm, ổn định cuộc sống. Ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, làm 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong vụ án này, 29 bị cáo đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội giết người và chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ đất cánh đồng xanh ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là đất quốc phòng, nhưng từ năm 2013, ông Lê Đình Kình, sinh năm 1936, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đã cùng với Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và một số đối tượng tại địa bàn xã Đồng Tâm thành lập tổ đồng thuận với mục đích chiếm lại đất đồng xanh. Các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân, khiếu kiện phức tạp về việc quản lý sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm, sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng xanh là của xã Đồng Tâm, đồng thời kêu gọi người dân xã Đồng Tâm đấu tranh để giữ đất. Khi biết lực lượng công an thành phố Hà Nội triển khai bảo vệ thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn trên đất đồng xanh, ông Lê Đình Kình đã cùng với các đối tượng góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 85 chai bom xăng, mua khoảng 10 tuyếp sắt gắn dao bầu và liềm, tích trữ gạch đá làm mùi nhùi, mua pháo nhằm chống trả lực lượng chức năng. Rạng sáng ngày 19 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành, xã Đồng Tâm thì Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đã đánh kẻng báo động. Các đối tượng dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an, khiến cho 3 cán bộ chiến sĩ công an bị rơi xuống hố ở gần nhà ông Lê Đình Kình. Lực lượng công an phát hiện thấy ông Lê Đình Kình đang cầm một quả lựu đạn và hô hào chống đối nên đã dùng súng bắn chết. Cơ quan điều tra đã kết luận hành vi của ông Lê Đình Kình cấu thành tội giết người. Tuy nhiên, do đối tượng đã chết nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa giải cứu thành công cháu Vũ Đặng Ngọc Anh, 6 tuổi, trú tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, do bị bố đẻ bạo hành và đưa cháu vào viện cứu chữa kịp thời. Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo của bà Lê Thanh Hương, 78 tuổi, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, về việc tại nhà con trai bà là Đặng Trung Kiên. Bà nghe thấy tiếng gào thét cầu cứu của cháu nội là bé Vũ Đặng Ngọc Anh, 6 tuổi, con gái của Kiên. Mặc dù bà Hương gọi cửa nhưng Kiên không mở. Mặc dù tổ công tác thuyết phục nhiều giờ nhưng Kiên ngoan cố không hợp tác và khóa chặt các lớp cửa. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã đột nhập vào nhà Kiên và phát hiện bạn gái của Kiên là Lê Thị Nương, 36 tuổi ở thành phố Hà Nội, đang giữ cháu Ngọc Anh trên giường. Tiến hành khám xét nhà Kiên, lực lượng công an thu giữ khoảng 7,7 gam ma túy các loại và nhiều tăng vật liên quan đến việc bạo hành cháu Ngọc Anh. Quá trình truy bắt đối tượng Kiên, cơ quan công an thu một khẩu súng K59 có một hộp tiếp đạn 7 viên, một bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 cân tiểu ly và khoảng 1.007 gam ma túy tổng hợp. Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, theo thăm khám ban đầu của các y bác sĩ, khắp cơ thể cháu Ngọc Anh có nhiều vết bầm tím, trong đó tập trung nhiều ở lưng, cánh tay phải cháu gãy 1/3 giữa xương. Bước đầu điều tra,
cơ quan công an xác định Đặng Trung Kiên đã đánh đập bạo hành cháu Vũ Đặng Ngọc Anh nhiều ngày. Được biết Kiên có một tiền án về tội cướp tài sản, hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thực hiện đề án của Bộ Công an về việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an các xã thị trấn, sau hơn một năm triển khai, lực lượng công an chính quy huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên trên địa bàn nông thôn. Tháng 7 năm 2019, Thiếu tá Ngô Văn Bính và hai cán bộ chiến sĩ công an chính quy ở các đơn vị khác nhau được điều động về đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã Trung Hòa. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí đã xây dựng quy chế làm việc, nắm bắt tình hình địa bàn, củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ công an bán chuyên trách xã tại các xóm. Lực lượng công an xã khi về đã tập trung bám sát địa bàn, nắm người nắm hộ, rồi chủ động xây dựng các kế hoạch tuần tra kiểm soát, phối hợp với công an huyện là bắt giữ và xử lý. Khi lực lượng công an xã tiếp nhận các đơn thư tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, thì ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã xuống trực tiếp tại cái địa điểm người ta tố cáo để làm việc, nắm bắt tình hình. Đến cái cơ bản quần chúng nhân dân là cũng là rất là hài lòng, tin tưởng. Thời gian qua, công an huyện Yên Mỹ đã điều động 60 cán bộ công an chính quy về đảm nhận các chức vụ trưởng phó công an tại 17 xã thị trấn. Sau hơn một năm triển khai, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, dành nhiều thời gian xuống các thôn xóm nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân. Tôi xây được ít phòng trọ từ năm 2013. Trước kia thì cũng xảy ra ngập ăn cắp vặt. Từ khi các đồng chí công an chính quy về đến giờ thì chúng tôi là cảm thấy yên tâm hơn. Công tác tuần tra, kiểm soát, công tác tạo trú tạm vắng nó thường xuyên hơn. Chỉ tính riêng từ tháng 6 đến tháng 8, công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã đấu tranh và xử lý trên 31 vụ việc, nhiều nhất tại xã Yên Phú, Trung Hòa, Tân Lập, Liêu Xá. Trong đó, bắt và khởi tố 12 vụ tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, 18 vụ đổ trộm rác thải rắn, rác thải nhựa công nghiệp chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, đánh bạc có tổ chức dưới hình thức ghi số lô, số đề, sóc đĩa, trộm cắp tài sản và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi tiếp nhận 4 đồng chí về địa phương thì sau một năm thì chúng tôi thấy là các đồng chí xây dựng kế hoạch công tác hàng năm có bài bản và chính quy, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát ban đêm, kiểm tra tất cả các cái hàng quán, nhà trọ, theo dõi tất cả các cái đối tượng như đối tượng hình sự, đối tượng ma túy. Cho đến năm nay là cả xã chỉ xảy ra có 8 vụ việc, an ninh trên địa bàn được đảm bảo, bà con nhân dân yên tâm. Với những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn cho thấy, việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương hết sức cần thiết và đúng đắn nhằm nâng cao toàn diện các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Lực lượng công an xã chính quy với bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ cơ bản, tận tụy trách nhiệm với công việc, đã đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy chính quyền và nhân dân tại cơ sở. Từ đầu năm 2020 đến nay, tình trạng phát phá lấn chiếm đất rừng tự nhiên trái pháp luật có chiều hướng gia tăng trên địa bàn một số huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai, dù các cơ quan chức năng đã mạnh tay xử lý. Tính đến hết tháng 7, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra 112 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tăng 40 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Theo đánh giá của ngành chức năng, nguyên nhân chủ quan là nhiều hộ đã cố ý lấn chiếm đất rừng phòng hộ để trồng rừng kinh tế. Người dân lấn chiếm đất rừng phòng hộ, rừng tự nhiên để mua bán hoặc chờ đền bù giải phóng mặt bằng khi mở rộng đô thị khu, điểm du lịch. Bên cạnh đó cũng do ảnh hưởng của dịch, một lượng lớn lao động mất việc làm từ các tỉnh, thành phố và nước ngoài đã trở về địa phương và tham gia vào việc phá rừng. Nhằm ngăn chặn các hành vi gây tổn hại tới rừng, lực lượng kiểm lâm Lào Cai đã tích cực tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ rừng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành